Hello anh em. Chào mọi người đi con. Rồi hai con lui ra, hai con đứng sang một bên đi. Diệp đứng sang một bên, ta đứng sang một bên để bố quay cho mọi người xem. Đây. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem mô hình mình vừa mới về, đó chính là con Jinbe New Century. Con ơi, đừng chạm, không chạm. New Century thì nó sẽ có, đây là mình đang để ở đây để cho anh em xem là so sánh với hai con, các con size Pop khác nhau. Thứ nhất là Pop FA. Cá nhân mình ấy thì nó là con này nó làm khá là size, khá là hợp lý cho cái scale Pop. Đấy. Tỷ lệ và cái đúng ra ấy, thực tế nếu mà so sánh kích thước chuẩn tỷ lệ của các nhân vật thì con này sẽ phải to hơn. Tuy nhiên là để mà xếp nó hài hòa với size Pop thì trông nó rất là hợp lý. Tuy nhiên có một điểm ở đây là không biết anh em cảm nhận thế nào. Đang trật tự. Đó chính là con Pop Kit, con scale Jinbe size kit này với con Luffy thì theo mình cảm nhận ấy thì cái tỷ lệ này nó hơi bé so với Pop Kit. Cá nhân mình thì đây mình anh em có thể thấy này. Đây chính là con đa này, bỏ tay ra. Đây chính là con Jinbe mà mình custom. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, mất rồi. Rồi mất rồi. Thì cái con Jinbe mà mình làm ấy, đây, đang không dẹp không chạm mà con. Thì nó tỷ lệ nó sẽ hợp lý hơn. Hợp lý hơn với bọn kit này, tức là Jinbe tuy là hồi bé như thế thôi nhưng mà nó cũng là thuộc dạng khổng lồ ấy. Dạng kiểu như là người cá khổng lồ ấy, cho nên là tương đối to ấy, cho nên là nó cũng phải to hơn với bọn kit kia một tí. Chứ nếu mà để mà nói mà nó bằng thì trông nó cũng không được hài hòa đúng không anh em? Đây, mình sẽ cho anh em xem con chi tiết con Jinbe của mình. Đây, anh em có thể xem Jinbe kit của mình. Mình làm nói chung là cũng không quá là chỉnh chu nhưng mà khá là ổn anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Đấy, mình làm phỏng theo cái con Jinbe. Nói chung là theo cảm nhận của mình, thích cái dáng karate là kiểu như đứng thụp đứng kiểu như là giữ đai á. Đấy. Và đây là con Jinbe vào việc, đấy là con chính là con Jinbe kit. Đó, nó làm mặt thì đương nhiên là Jinbe thì nó phải mịn màng hơn, nét hơn. Nhưng mà anh em có thể thấy những cái chi tiết của mình làm cũng khá là giống đúng không? Từ cái việc cái băng má này. Đấy, băng ngực này của mình cũng có kìa. Rồi là cái mắt này của mình là màu vàng à. Đấy, của nó thì màu trắng. Hình như mình làm cái màu đấy bị sai thôi, đúng là phải là màu trắng đúng không? Ok. Đây là lông mày mà. Lông mày đấy, lông mày. Chứ không phải mắt. Mắt màu đen đi. Ừ. Đấy, con Jinbe này thì nó rất là đẹp. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Chi tiết rất là đẹp. Đấy. Con không chạm nhá, Đan nhá. Đấy, thế này là thế kiểu như là xuống tấn, thủ thế. Đấy, chi tiết tóc này. Chi tiết tóc này không sắc nhọn bằng của mình luôn, của mình còn sắc nhọn hơn. Đó. Cá nhân mình thấy thì con này lên to hơn một xíu thì sẽ đẹp hơn. Đây, mình cũng có thể nhìn thấy con Jinbe của mình. Đấy, tóc tai nó cũng sắc nhọn phết đấy chứ. Như là mình làm thì nó cũng không đẹp lắm anh em. Nhưng mà cái Đan này đi ra. Nhưng con thấy bố làm vẫn đẹp. Ừ, bố làm cũng ok đúng không? Rồi, để mấy con này sang một bên. Bố này. Ừ, bây giờ đến con to nhá. Rồi. Con bé thì nó liền khối anh em ạ, nó chỉ nguyên một hình như này xong nó đặt vào cái bay này thôi. Đấy. Còn con to thì nó có một cái bay nữa. Tuy nhiên là mình người mình không cắt đi rồi. Không lúc nãy mình lúc nãy là con này cứ rách tay bây giờ. Nếu mà so sánh hai con này thì tỷ lệ khá là hài hòa đúng không anh em? Tỷ lệ khá là hài hòa. Thì mình không chơi Luffy Pop SA tại vì con đấy nhìn nữa không được ưng lắm, nhưng về lần trước mình đã pass đi rồi. Và mình chơi với kết hợp với một Luffy khác dáng ngồi. Thì đây mình sẽ cho anh em xem con này nó sẽ chi tiết khá là rõ ràng. Đây là tay nó sẽ rời này. Đây, bình thường là mình sẽ unbox sau đó là mình sẽ nắp. Nhưng mà đây là mình nắp xong rồi tại vì lúc nãy mình check. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình cho anh em xem. Đây là tay rời. Tay rời nhá anh em nhá. 500 nó hít vào đây. Rồi, cái tóc này cũng rời này. Cái tóc phần trên này cũng rời. Cái chỏm này cũng rời nhưng mà thôi bây giờ mình gắn vào rồi mình không muốn rút ra nữa. Sợ nó gãy mất. Rồi. Cái gì rơi đấy con? À, áo bơ rơi hả?
cái phần thân này của nó là nhấc ra nha này. Đấy. Chi tiết mặt con này. Để nguyên hai đứa trật tự. Chi tiết mặt của nó rất là đẹp, rất là nét luôn. Về màu sơn và tỷ lệ rất là ok. Cá nhân mình thấy thì cái mặt này nó hơi bẹt nhá, nhưng không biết là mình thì mình không xem, mình cũng hay là kiểu xem lướt ấy. Thì anh em thử đánh giá cho mình xem là cái mặt con này không sờ. Đi nuôi ra. Cái mặt này nó có bị bẹt quá không? Tại vì như con bóp mắt thì mình nhìn thấy là nó sẽ không bẹt như thế này. Con này thì có vẻ hơi béo. Nhưng mà nếu mà nhìn chính diện thì nó cũng rất là ngầu và rất là đẹp. Cho nên là để mà so sánh về thẩm mỹ quan thì mình cũng không rõ là như thế nào đẹp. Cái áo này cũng chờ rời nha anh em nhé. Đan đi ra. Đan. Cái áo này cũng rời này. Đấy anh em này. Đó. Gắn xuống này. Ôi chết ở đâu rồi. Đây. Đó. Sau đó là mình sẽ gắn cái phần này vào. Đây con cầm đấy, con cầm đấy. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ok. Rồi. Đây là mình sẽ soi tổng quan cho anh em xem. Nói chung là con này mình đánh giá là rất là đẹp. Màu sơn và tỷ lệ và kể cái cách mà nó đứng thảo thủ thế, gọn gàng. Không quá là kiểu như là bành, như kiểu như là dáng của bóp mắc nó bành quá mình cũng không thích. Tại vì như thế là nó hơi dáng action quá. Đây nó chỉ thủ thế thôi. Pô dáng thôi. Bay nhìn trông rất gọn gàng và tỷ lệ đẹp, màu đẹp. Có một cái là cái mặt của mình khi mình nhìn góc ngang này thì mình cảm thấy nó chưa được thực sự ưng lắm. Nhưng không biết là theo cảm nhận của anh em thế nào. Nhưng mà con này thì mình hiện tại mình chấm khoảng 9,5 điểm. Trừ 0,5 điểm là hơi lấn cấn một chút về cái độ béo của con này. Và cái tỷ lệ của con kit này. Cá nhân mình thấy là nó cũng hơi bé một xíu, nó nên to hơn một tí. Khoảng cao hơn khoảng 2 cm nữa thì nó sẽ 1 cm 2 cm nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Nó to bằng con của mình thì trông nó sẽ ổn hơn. Con của mình nhìn hơi ục ịch đúng không? Đấy, ok. Và đây là chi tiết của con Fix New Century Studio mà ra chắc là gần như là con đầu tiên mình tại vì shop ở gần mình anh em ạ. Shop ở gần mình cho nên là khi mà shop hàng về một cái là shop ship ngay cho mình, cho nên là anh em nhớ, anh em cứ thắc mắc là sao tôi chưa được nhận mà bạn đã nhận rồi, tại vì shop gần anh em ạ. Các shop khác thì họ về xong họ còn phải gửi đi anh em, nó còn mất vài ngày nữa, nhưng mình thì bao giờ cũng về trước. Đây là cái bọc của nó này. Bóc của nó hai mặt như nhau, nó không có gì cả, chỉ có cái ảnh in truy nã thôi, đơn giản. Bên trong thì cái xốp mút của nó cũng khá là cẩn thận anh em, nó làm khá là cẩn thận, chắc chắn an toàn. Ok, bye bye anh em, mà hẹn anh em những clip sau. Bye bye. Bye bye. À đây, mình có một cái nữa, đó chính là cái này nó có thẻ anh em nhé. Thẻ truy nã. Con chạm đây, được rồi, bố mượn đó. Đấy, nó sẽ có hình Jin B và truy nã. Đây là có 40/80, giới hạn 80 bản thôi anh em. Anh em không múc nhanh thì anh em hết cơ hội nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em. Đây cũng là thẻ chi lá.